Hương Tràm Trà Viên, tác giả Hoàng Long Hải, tập 15, bài 30, cây số 15. Cây số 15 thuộc ấp Hòa Bình, xã Mông Thọ, là một đoạn đường trên lên tỉnh lộ 8A, cách Trạch Giá 15 cây số, thuộc xã Mông Thọ, quận Kiên Tân, tỉnh Kiên Giang. Từ hướng Long Xuyên đi về Trạch Giá, bên phải cây số 15 là ấp Tà Keo, xã Mỹ Lâm, quận Kiên Thành, bên trái là Kinh Nước Mặn, kế xã Dục Tượng, cũng thuộc quận Kiên Tân. Việt Cộng sau khi vượt qua cây số 15 theo Kinh Nước Mặn đi về hướng Kiên Bình xuống Miệt Thứ, về hướng quận Hiếu Lễ, về U Minh, mật khu Việt Cộng. Như tôi đã nói trong bài trước, quân Cộng sản Bắc Việt từ Campuchia qua mật khu Trà Tiên, di chuyển dọc theo kinh kháng chiến tới Tà Keo thì dừng lại, chờ tình hình thuận tiện sẽ vượt qua cây số 15. Tiến trình chuyển quân này chỉ có đi mà không có về, có nghĩa là quân từ Campuchia qua bắt buộc phải vượt cây số 15 để tiến về U Minh. Chúng không thể dừng lại ở Tà Keo lâu vì rất nguy hiểm, có thể bị quân đội Cộng Hòa tấn công, bị pháo kích và nhất là thiếu tiếp tế, không đủ cơm gạo để trú ẩn lâu dài. Khi quân Việt Cộng về Đông, những gia đình có liên hệ với Việt Cộng ở xã Mỹ Lâm, ở Nam Thái Sơn được vận động nấu bánh tét để tiếp tế cho bộ đội. Nhà nào nấu bánh tét nhiều mà không có kỳ dỗ gì cả, có nghĩa là nấu bánh tét tiếp tế cho Việt Cộng. Việc này chỉ có thể nhờ đồng bào báo cho biết. Những gia đình nấu bánh tét, họ không cất giấu trong nhà, họ buộc bánh tét lại với nhau rồi dòng xuống kinh, vừa che mắt quốc gia vừa giữ bánh tét cho được lâu, vì dưới đáy kinh nhiệt độ thấp, lạnh, bánh khỏi bị hư. Tập kết ở Tà Keo ít hôm, rồi Việt Cộng cố sống cố chết vượt qua cây số 15 hướng về U Minh. Trước khi quân Mỹ tham chiến, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chưa phát triển, Cộng sản Bắc Việt tiếp tế vũ khí đạn dược cho U Minh bằng đường biển. Ghe Bắc Việt giả dạng như ghe đánh cá miền Trung, từ ngoài Bắc vào quanh quẩn ở hải phận quốc tế. Khi tình hình ở U Minh yên ổn, không có quân đội Cộng Hòa hành quân, không có tàu hải quân tuần tiểu, Việt Cộng ở đây bằng phương tiện của họ, báo cáo lên trên. Vậy là đài phát thanh Hà Nội cho phát ra một bản nhạc đã quy định trước. Ghe Bắc Việt khi nghe bản nhạc đó liền từ từ tiến vào bờ. Trên bờ biển U Minh có cả chục cửa sông. Theo dấu hiệu, ghe vào bờ và cho chuyển hàng hóa xuống. Đây chỉ là con đường vận chuyển hàng hóa quân sự, còn vận chuyển người phải theo đường dây 1C. Đường dây 1C có từ cuộc chiến tranh trước. Trong chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, con đường này vì đi xuyên qua dinh điền Cái Rắn thì phải bẻ ngoặt xuống hướng xã Mông Thọ, vượt qua liên tỉnh lộ 8A ở cây số 15. Chỗ này, cây số 15 là chỗ thắt họng của quân Việt Cộng. Khi tôi về phục vụ ở Cái Rắn, cứ vài đêm lại nghe báo cáo Việt Cộng vượt qua cây số 15 từ hướng Tà Keo về xã Dục Tượng. Trách nhiệm là trách nhiệm chung, tiểu khu chi khu, cảnh sát đặc biệt, võ trang tuyên truyền, thám sát tỉnh, hơi đâu mà lo. Thế rồi lệnh khiển trách của tướng Nam ít lâu sau khi tướng Nam thay tướng Nghi, tại sao để cho Việt Cộng vượt lộ ở cây số 15? Việt Cộng muốn vượt qua lộ phải có giao liên, vậy trước hết phải quét cho sạch giao liên. Việt Cộng sẽ gặp khó khăn, vậy là các cơ quan an ninh có trách nhiệm họp bàn lật hồ sơ nghiên cứu, hồi chính viên, cựu can phạm, gia đình có thân nhân thoát ly ở trên đoạn cây số 15, ai bị hồ nghi là vớt về điều tra khai thác. Nhất là trong chiến dịch F6, sau khi ký hiệp định Paris năm 73, vớt không ít người vì chỉ cần có một bản tin là đủ, không cần phải có đủ ba bản tin như thường lệ. Vậy mà Việt Cộng cứ qua sông, bên này sông phía lậu không nhà nào treo đèn, tra dấu hiệu có hay không có quốc gia phục kích thì bên kia. Việt Cộng đâu dám qua, vậy mà nó vẫn qua, lạ nhỉ. Thế rồi một đêm Việt Cộng vượt qua ngay nhà anh Hiển, tài xế của tôi. Vậy là tài xế này Việt Cộng nằm vùng, hoặc gia đình nó làm giao liên cho Việt Cộng. Xem đi xét lại, không thể có chuyện đó. Không phải vì nó là tài xế của tôi mà tôi bên, nhưng các bên có trách nhiệm cũng suy nghĩ như tôi. Chỉ có thể có một kết luận, tụi nó liều mình vượt qua cây số 15.
Một bữa lính tôi đi phục kích, thay vì phục ngay cây số 15 thì trung đội trưởng cho dịch lên phía trên một chút. Ấy là đã đi phục kích mà còn sợ đụng địch, tránh xa một chút để quân ta rút lui hoàn toàn vô sự. Nhằm bữa đó Việt Cộng cũng vượt lộ, dịch lên phía trên một chút, tránh ngay cây số 15 để khỏi đụng với quốc gia. Ấy là thiên bất dung gian, hai bên tao ngộ chiến. Giữa khuya một anh lính tôi đang nằm trên võng, mơ mơ màng màng, bỗng có một bóng đen đầu đội nón cối tới sát bên cúi xuống hỏi: "À sao đồng chí?" Chưa dứt câu thì lính tôi nổ súng vì anh ta đã mở khóa an toàn sẵn và đang kẹp súng bên hông. Tên Việt Cộng ngã xuống và rồi súng hai bên nổ như bắp rang. Việt Cộng vừa bắn hoảng vừa chạy qua lộ, lính tôi thì rải đạn như mưa, bất phân trúng trật, miễn sao thời gian qua cho lẹ rồi rút quân về. Tên Việt Cộng bị giết ngã xuống ngay tại chỗ, để lại cây AK bắn xếp, súng bị quân ta tịch thu. Trung đội trưởng yêu cầu tôi đề nghị thượng cấp ban khen cho anh lính lấy được súng. Thấy chuyện có vẻ khôi hài, tôi bèn nói: "Chuyện này như chó ngáp phải ruồi, phải chi gan lì mới hay. Không lý tôi ghi trong phiếu trình rằng anh ta chiến đấu anh dũng, kiên cường, dũng mãnh nên lập được chiến công." Tuy nói như vậy, tôi cũng nói với ban nhân viên lập phiếu đề nghị khen thưởng cho anh ta. Trước khi tướng Nam làm tư lệnh quân khu, việc ngăn chặn quân Việt Cộng qua lộ 15 chỉ thực hiện tà tà. Nghĩa quân địa phương, quân cảnh sát võ trang tuyên truyền, thỉnh thoảng phục kích, kiếm công tác. Hễ lực lượng Việt Cộng ít hơn ngang bằng, ăn được thì nổ súng. Hễ tụi nó đông quá, cấp tiểu đoàn hay hơn thì nằm im chém về, vân vân. Tôi cũng có lần nằm im chịu trận như vậy. Trong các lực lượng phục kích ở đây, trung đội võ trang tuyên truyền của Ti Chiêu Hồi hoạt động tương đối có kết quả. Vì phần đông họ là dân Chiêu Hồi nên rất rành rẽ phương hướng, cách thức di chuyển, hoạt động của Việt Cộng. Do kinh nghiệm đó họ có những chiến thuật, cách phục kích rất hữu hiệu. Tuy nhiên so với lực lượng thám sát tỉnh, họ còn thua. Một hôm tôi gặp Ba Hà ở Dầm Rầy, ông ta đang ngồi uống cà phê chờ ai đó. Ba Hà là đại úy Đồng Hóa, chỉ huy thám sát tỉnh. Thám sát tỉnh là một lực lượng ăn lương Mỹ, được Mỹ trang bị vũ khí và khí cụ quân sự khá hiện đại, nhưng thuộc hệ thống bộ chỉ huy cảnh sát tỉnh. Kể về kinh nghiệm chống cộng thì Ba Hà khó đứng sau thiên hạ. Thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông ta đã là xã trưởng xã Đức Phương, quê hương ông Chủ Tri và chị Tư Nết. Từ đó ông ta đi dần lên, chỉ huy đơn vị thám sát tỉnh. Đồng Hóa loan đại quý nhưng không bao giờ ông ta đeo loan hay mặc quân phục. Thám sát tỉnh là lực lượng hầu hết là Việt Cộng hồi chánh, còn trẻ, gan dạ, kinh nghiệm như binh lính bên trung đội võ trang tuyên truyền, nhưng đánh giặc thì chì hơn, ngon hơn. Biết nhau từ những lần họp hành, gặp Ba Hà tôi hỏi: "Anh tính lang thang vô đây mận tụi nó hay sao?" Ba Hà cười: "Ha, chỗ này không ngon, tôi cho lính tôi vô tuốt trỏng." Vừa nói Ba Hà vừa đưa tay chỉ về hướng đông bắc, hướng Tà Keo. Ba Hà cho lính vào Tà Keo thật, không cần đông, chỉ 5-7 lính. Họ giả trang Việt Cộng, mặc bà ba mũ tay bèo, mang hồng ngoại tuyến mình, Claymore. Nhờ hồng ngoại tuyến họ thấy và tránh xa những điểm gác của Việt Cộng rồi lẻn vào tận bên trong. Cả đám nón cối, nón tay bèo đang mắc võng nằm ngủ, thám sát tỉnh gài Claymore, gài giờ nổ rồi trút ra xa ngồi chờ. Thế rồi bên trong mình nổ y xèo, bọn Việt Cộng canh gác phía ngoài thấy bên trong bị tấn công cũng chém về chạy luôn. Ngày hôm sau thám sát tỉnh ngồi chờ dân đi làm đồng về báo cáo cho hay, áo quần mũ nón ba lô bay tung lên ngọn tràm, bỗng không kịp tháo, máu me tùm lum. Việt Cộng phải trút ngược về kinh kháng chiến, chờ ở đó vì Tà Keo, điểm tập trung đã bị động ổ. Có lẽ trận này Ba Dũng cũng quảng hồn chạy trối chết. Sau này tôi còn gặp Ba Hà một lần nữa, tại Đức Phương. Ba Hà và tôi đọc bản đồ chấm tọa độ chỗ Việt Cộng đang dừng quân trong rừng tràm, để cho đơn vị thám sát vào quấy rối hoặc báo lại cho biệt khu 42 chiến thuật cho pháo chụp. 30 tháng 4 năm 75, Ba Hà kéo vô rừng thế chỗ Việt Cộng, không chịu đầu hàng theo lệnh Dương Văn Minh. Ông ta cùng lính tráng họp với lực lượng của Trung tá Thảo Hà Tiên, quần nhau với Việt Cộng mấy trận nữa. Có người nói với tôi khi bọn Khờ Me Đỏ tấn công nhà máy xi măng Hà Tiên, có mặt Ba Hà trong lực lượng chúng. Điều này không chắc lắm. Nhưng kể từ khi Cộng sản Việt Nam tấn công qua Phnom Penh năm 79,
thì ở Kiên Giang không ai còn nghe tin tức gì về Ba Hà và cả Trung tá Thảo nữa. Trở lại chuyện cây số 15, khi không còn hạ tầng cơ sở, không còn giao liên, việc cổng liều mạng vượt qua lộ, bây giờ bọn chúng không di chuyển ít người, dễ bị quốc gia phục kích. Hễ mỗi lần vượt lộ là chúng vượt hàng trăm, ít thì vài ba trăm, nhiều thì năm bảy trăm. Nhìn dấu ghe in trên mặt lộ khi chúng kéo ghe qua lộ, có thể đoán lực lượng địch hôm qua di chuyển qua đây là bao nhiêu, bởi vì vùng này là vùng nước và sình, việc cộng phải di chuyển bằng ghe. Tụi nó cũng khôn, trước khi vượt lộ chúng trải một tấm ni lông lớn từ bên này qua bên kia mặt lộ, qua sông cuốn tấm ni lông đem cất, không để dấu vết làm sao biết chúng đông ít. Vậy thôi, không nhìn trên mặt lộ thì nhìn hai bên bờ lộ, chúng cũng để lại dấu tích. Không phải việc cộng để dấu ghe lại một chỗ mà nhiều chỗ, trên một đoạn đường dài cứ nhìn dấu một chỗ mà đoán bao nhiêu ghe, mỗi ghe khoảng 5-7 tên cứ thế mà nhân lên. Khi đơn vị Cộng sản Bắc Việt tới Tà Keo và chuẩn bị vượt lộ, chúng phải theo sự hướng dẫn của du kích, hạ tầng cơ sở xã Mỹ Lâm, dĩ nhiên trong số có ba dũng. Khi tới bờ kinh Cái Sắn phía bên kia, du kích chia làm hai toán, mỗi toán khoảng 3-4 tên, chúng cởi quần bà ba, nhúng ướt làm phao để bơi qua kinh, trọng khoảng 30 mét. Một toán bơi lên phía trước làm nút chặn phía trên, toán thứ hai ở phía dưới. Nếu thấy em, chúng ra dấu cho đại quân vượt qua lộ ào ào, phải nhanh chứ không thì nguy hiểm. Quân ta phục kích, thấy việc cộng đông quá thì nằm im, nhưng chờ khi chúng qua xong thì gọi máy báo về chi khu Kiên Tân. Chi khu đón chừng việc cộng đang di chuyển ngang qua đâu thì cho pháo chụp. Không ít lần chụp trúng ngay đầu chúng. Một lần hoảng quá việc cộng chạy tán loạn, một toán chạy vào trốn ở nhà thờ Kinh Bảy thuộc xã Thạnh Đông gần xã Dục Tượng. Buổi sáng sớm trời chưa rạng, giáo dân đi nhà thờ đang cầu kinh, thì việc cộng vô chiếm nhà thờ. Bọn chúng không bắt ai hết, chỉ kiếm cơm ăn. Thế rồi quân ta kéo tới, bao vây phía ngoài liên tỉnh lộ 8A để hở phía thạnh tây cho việc cộng trút lui. Dây kính quá ngựa tới đường cùng đá ngược, hao quân. Đồng thời cho pháo binh bắn cầm chừng, khủng bố tinh thần chúng. Linh mục Kinh Bảy, ông này còn trẻ lắm, từ nhà thờ Kinh Bảy lội ra than phiền rằng nhà thờ bị pháo hư hết. Hư hết là nói thêm vào để nhà thờ đừng bị pháo, chứ hai cây súng 105 ly đặt ở Kinh 8 đã được lệnh chỉ pháo vào ngoài nhà thờ, phía ruộng mà thôi. Tôi nói với ông linh mục trẻ, ông tỉnh trưởng ở ngoài lậu, cha ra khiếu nại với ông đi, ty xã hội sẽ bồi thường chiến tranh cho. Hồi đó Mỹ có cho ty xã hội quỹ bồi thường chiến tranh ngon lành lắm, hễ nhà nào bị pháo kích hư, không cần biết bên ta hay bên địch bắn, ty xã hội sẽ bồi thường 40.000 và 20 tấm tôn lạnh, loại của Úc. Nhà dân còn thế huống chi nhà thờ, chắc sẽ bù cao hơn, ông linh mục chỉ có lời không có lỗ. Cũng vì việc bồi thường chiến tranh kiểu này mà ghế trưởng ty xã hội bị người ta tranh nhau giữ, và vài ba ông trưởng ty bị mất chức. Ở Hòn Trong thuộc xã Bình Trị chẳng hạn, ty xã hội và xã trưởng Bình Trị, Nguyễn Vĩnh Sương phát tiền bồi thường chiến tranh cho dân. Thay vì 40.000 thì người dân chỉ nhận có 35.000 trừ 5.000 để phái đoàn ăn trưa và giải khát. Dĩ nhiên người dân ký nhận 40.000 và cũng ok, vì tiền này coi như tiền trên trời rớt xuống. Thay vì 20 tấm tôn lạnh thì dân chỉ nhận 16 hoặc 17, vì tôn chưa về kịp để dịp sau phát tiếp. Dịp sau cũng tương tự chuyện mai ăn khỏi trả tiền trong sách 100 bài tập đọc lớp nhì lớp nhất hồi ở tiểu học. Dĩ nhiên hôm đó nửa khuya, việc cộng trút đi, thế mà cũng chưa xong. Vài tháng sau, họp lượng giá ấp ở tỉnh, ấp Kinh Bảy thuộc xã Thạnh Đông, quận Kiên Tân, đang từ lõi A, không có việc cộng, không có chiến trận, bỗng tụt xuống lõi D, hạng bét, xã Thạnh Đông bị mất điểm. Bài thứ 31, trở lại chuyện Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng. Không rõ có ai ở tỉnh Kiên Giang và xã Mỹ Lâm vui mừng khi nghe tin Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, nhưng có lẽ không ít người thất vọng. Người ta không có định kiến gì về một ông thủ tướng nguồn gốc là một du kích, gốc gác bình thường mà làm tới vua chúa là chuyện đã từng xảy ra trong lịch sử. Hồi nhỏ tôi đã từng học, ông Mạc Đăng Dung làm nghề đánh cá ở đất Hải Dương. Lãnh tụ Cộng sản chóp bu như Hồ Chí Minh gốc gác cũng là dòng dõi lạc vất lạc vơ.
bởi vì ông nội ông Hồ là con lộng sòng của ông Hồ Sĩ Tạo, thân phụ ông ta. Cộng sản Tô Vẽ là người từ quan chống Pháp, thực chất là quan tri huyện Bình Khê bị cách chức vì tội say rượu đánh chết dân. Ngay bản thân Nguyễn Sinh Cung cũng chỉ là anh học trò lớp 3 trường tiểu học Đông Ba. Nói chung tổ tiên ta nhận xét bằng một câu khá đau, sâu bọ thành người. Dù gì thì Nguyễn Tấn Dũng dù có tốt nghiệp bậc tiểu học hay chưa ở thị xã Trạch Giá, dù là du kích ấp Tà Keo, ông ta đã tiến rất nhanh trên hoạn lộ, cũng chứng tỏ ông ta, dù ít dù nhiều cũng là người tài ba. Tuy nhiên tổ tiên chúng ta lại nói, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, hoặc là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Dù có mặc áo cà sa cũng chưa có thể thành ông bụt. Tục ngữ Tây có nói, cái áo không làm nên ông thầy tu, cũng cái ý như vừa nói, mặc áo giấy cũng chưa hẳn là ma, vì áo cà sa hay áo giấy cũng chỉ là cái bề ngoài, có thể nội dung chưa thay đổi. Câu tục ngữ sau đây sâu sắc hơn, gần mực thì đen, ấy là nói thay đổi cả nội dung lẫn hình thức. Vậy thì ông Nguyễn Tấn Dũng mấy chục năm nay kể từ khi ông ta vào làm du kích xã Mỹ Lâm thì ông ta đi với ai? Tổng thống Ngô Đình Diệm có một chữ gọi cộng sản rất hay là cộng phỉ, tức là cộng sản thổ phỉ. Từ điển Hán Việt Đào Duy Anh giải thích thổ phỉ là giặc cỏ, tức là bọn giặc nhỏ cướp giật ở đầu xóm cuối làng, hoặc đón người chặn xe đòi tiền mãi lộ. Tương tự như tướng cướp Phong Lai trong truyện Lục Vân Tiên, bị Lục Vân Tiên đánh cho một gậy chết tươi. Cái bản chất thổ phỉ của cộng sản hiện rõ lắm. Ngày trước, chúng nó thổ phỉ như thế nào, xin độc giả chờ tôi sẽ giải thích. Tôi là người đánh giặc ở miền quê, miệt vườn, miệt ruộng, nên tôi rành 6 câu về cái bọn thổ phỉ này. Lần đầu tiên đọc một cái thư của huyện ủy Hà Tiên gửi cho ông Chính Vĩnh, chủ lò vôi ở Hà Tiên. Sau khi Việt Cộng bắt ông Năm Thanh, anh ruột ông Chính Vĩnh để đòi tiền thuế, thực chất là bắt cóc đòi tiền chuộc. Thấy trong thư bọn chúng tự xưng là cách mạng, tôi bật cười to. Bọn này là cách mạng thật sao? Những bài sau trong loạt bài kể chuyện đánh giặc ở quê hương Nguyễn Tấn Dũng, tôi sẽ kể lại quý độc giả xem cho biết việc chúng thu thuế đòi tiền, bắt cóc đòi tiền chuộc ở nhà quê như thế nào, có phải là thổ phỉ hay không? Tổng thống Ngô Đình Diệm khi gọi chúng là cộng phỉ là không đánh giá cao chúng. Chúng chỉ là giặc cỏ, còn thua xa Hoàng Sào. Nhân vật được nhắc trong truyện Kiều qua câu, ngàn năm ai có khen đâu Hoàng Sào, hay Quận He, tức Nguyễn Hữu Cầu, một tướng cướp nổi danh thời Lê Trịnh. Tôi có nói tới cả bản chất thổ phỉ của Cộng sản Việt Nam nó hiện rõ lắm, ngay như thời bao cấp của chúa đảng Lê Duẩn, việc ngăn sông cấm chợ, thủ tục đầu tiên khi tới cơ quan xin việc gì, tất cả mọi việc người dân phải lòi tiền ra, hoặc thất thân, nói trắng ra là đàn bà con gái phải ngủ với cán bộ, đều là việc y chang như bọn giặc cỏ trong truyện Tàu. Đó là nói bọn hạ tầng cơ sở, bọn ở xã huyện, còn bọn ở tỉnh, ở trung ương thì sao? Hồ Chí Minh là một tên sở khanh mà còn độc ác hơn sở khanh. Sở khanh chỉ gạt Kiều để tú bà đánh đập Kiều, khiến Kiều bị tiếp khách làm đĩ. Hồ Chí Minh ngủ với Nông Thị Xuân đến có con. Thằng này tên là Vũ Trung, con nuôi Vũ Kỳ. Tên thiệt của Vũ Trung là Hồ Chí Trung hay Nguyễn Tất Trung cũng là y. Rồi để cho Trần Quốc Hoàng hiếp Xuân, xong đem thủ tiêu. Tổ này do Hồ Chí Minh là chính, là thủ phạm. Nếu Hồ Chí Minh yêu Nông Thị Xuân thật sự đầu óc tay gối, coi như vợ dù không chính thức, thì Hoàng đâu dám làm bậy với Xuân, lại còn đem thủ tiêu cho vừa ý Hồ. Nếu Hồ lắc đầu, Hoàng có dám giết Thị Xuân hay không? Chẳng qua, Hồ Chí Minh và cả Trần Đăng Ninh là người dắt gái cho Hồ theo lệnh của Bộ Chính trị. Thì chung lại, Hồ là tên sở khanh, Trần Đăng Ninh là tên ma cô, và cả cái Bộ Chính trị lo việc dắt gái cho Hồ cũng là những tên ma cô, Bộ Chính trị ma cô hết. Chúng nó biến Nông Thị Xuân thành một con đĩ, vì đĩ thì nay ngủ với thằng này, mai ngủ với thằng kia. Cứ nghe ông Việt Thường nói chuyện với Tường Thắng, trên Việt Nam Exodus thì mới thấy khủng khiếp cho cái đám người mà Nguyễn Tấn Dũng chui đầu vào đó. Cù Thị Hậu phải ngủ với cả chục thằng để nắm cho được chức chủ tịch tổng công đoàn. Nguyễn Thị Hằng ngủ với Xuân Thủy mới mò lên tới chức phó thủ tướng. Vậy thì Nguyễn Thị Bình ngủ với ai? Lê Duẩn hay Đỗ Mười để làm bộ trưởng bộ vô giáo dục, sau đó lên phó chủ tịch nước?
Bảo Định Giang làm gì với hai mẹ con cô ca sĩ ở Hà Nội, nay đang ở Cali mà ông Việt thường không tiện nói thật tên ai. Hoàng Tùng ngủ với vợ thép mới, phó của Hoàng Tùng khiến thép mới bỏ vợ, vân vân. Những chuyện bỉ ổi đó người miền Nam xa cách không biết rõ, nhưng dân Hà Nội biết như biết chuyện nhà. Nguyễn Tấn Dũng trưởng thành, chín mùi sự nghiệp trong cái đám bỉ ổi xấu xa đó. Vậy ông ta là người như thế nào? Thủ tướng trước Dũng là Phan Văn Khải. Khải là người tốt hay xấu? Chắc chắn là xấu, chỉ là xấu, tới bậc nào mà thôi. Phan Thanh Hoàng là con Phan Văn Khải, hiện là một trong 8 người giàu nhất Việt Nam. Do đâu mà Phan Thanh Hoàng giàu như vậy? Có núp bóng Khải hay không? Khải có bao che cho không? Hoàng giàu có lên chừng nào thì cái tư cách phẩm giá của Khải xuống thấp chừng đó. Hay cái đó tỷ lệ nghịch và là một điều khẳng định. Một người làm quan cả họ được nhờ, tinh thần lề thói của người Việt là vậy, huống gì đây là cha con. Khi Phan Văn Khải làm thủ tướng, Dũng là phó, trưởng và phó có đi chung một bè hay không? Người ta lại nói cuộc đời Dũng lên nhanh cũng nhờ Lê Đức Anh. Anh là người làng Bàng Môn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, gốc là cây đồng điền cao su Phú Triền, là người bị thiên hạ chê dữ lắm, và y từng nắm ngành an ninh của chế độ Cộng sản Hà Nội. Thôi, hãy cứ cho Dũng là người tốt đi, tốt theo cái nghĩa hạn chế, không tham nhũng. Đó là chưa nói tới những khía cạnh khác của vấn đề mà người dân cần ở Dũng như tiến bộ, có tư tưởng dân chủ, khuynh hướng tự do, chấp nhận đa nguyên đa đảng. Chỉ nói một việc không tham nhũng và chống tham nhũng thì Dũng sẽ làm được gì? Muốn chống tham nhũng, ngoài ý chí quyết tâm trên phương diện thực tế, người lãnh đạo chống tham nhũng cần có luật pháp, mà phải là luật pháp nghiêm minh, người phạm tội phải bị nghiêm trị, nghiêm minh, nghiêm trị, vân vân, tất cả đều phải dựa trên luật pháp. Luật pháp mà Dũng muốn dựa vào đó để nghiêm trị những kẻ tham nhũng thì hiện nay ở Việt Nam không có. Nói trắng ra, người ta thường nói là ở Việt Nam bây giờ không có luật pháp. Không có luật pháp đã đành mà dân chúng không có tinh thần tôn trọng luật pháp. Điều đó so với những xã hội văn minh ngày nay nó rất khác xa. Nói tới việc tôn trọng luật pháp thì nhà nước, viên chức, cán bộ phải làm gương. Nói như vậy có người sẽ cười tôi. Chính bọn viên chức, cán bộ từ trung ương đến địa phương, chẳng ai, chẳng nơi nào tôn trọng luật pháp. Nói vậy cũng là nói chung chung mơ hồ. Có lẽ tôi nên đưa ra một vài trường hợp điển hình, không phải của một cá nhân mà là của cả một chế độ. Chẳng hạn như vụ ông bà Hoàng Minh Chính về Việt Nam sau khi trị bệnh ở Mỹ. Nếu ông Hoàng Minh Chính làm điều sai, cứ lôi cổ ra tòa, tòa xử, mắc mớ chi phải chơi trò xã hội đen, cho người xông vào hành hung, đập phá, bôi phân vào nhà người ta. Ở Mỹ thấy việc đó xảy ra, người ta cười thối mũi vì mấy thằng Việt Cộng. Nhớ hôm Kennesta hệt tội Bill Clinton vì anh này lén phén với cô Lewinsky, mặt mày Bill cố giữ bình tĩnh thấy rõ, nhưng nhìn kỹ người ta thấy bàn tay của Bill rung. Tổng thống nhất thiên hạ đó, nhất là vì nước Mỹ giàu nhất, mạnh nhất thiên hạ, vậy mà Bill còn phải rung, cố sống cố chết mà nói, tôi không có quan hệ gì với woman ấy. Mấy bữa sau lại xin lỗi vì đã nói dối, việc là việc tào lao vì gái, chỉ vì mấy anh đảng phái chơi nhau không có chi quan trọng cả, nhưng tổng thống cũng rung, tổng thống cũng không ngồi trên luật pháp được, ấy là nói xứ có luật pháp. Ở Việt Nam đâu có phải một việc ông Hoàng Minh Chính. Mới đây đọc báo tôi thấy có chuyện một bà thiếu tá công an nói với dân. Tao cho xã hội đen trừng trị mày. Buồn cười chưa? Nhiệm vụ của công an an ninh là thi hành luật pháp. Vậy mà không dựa vào luật pháp để truy tố người phạm tội. Lại đem xã hội đen ra đe dọa thì còn trời đất gì nữa. Theo cách nhìn của những nhà nghiên cứu xã hội, những người làm báo thì xã hội thường có hai thứ luật pháp. Một là luật pháp nhà nước, của vua, của chính quyền tùy theo chế độ xã hội, và luật giang hồ. Luật giang hồ nhiều khi nó cũng là một thứ luật bất thành văn. Ví dụ, Xuân Thu Nhị Kỳ. Xuân Thu Nhị Kỳ là luật giang hồ bắt nguồn từ bên Tàu. Người buôn bán làm ăn mỗi năm hai kỳ Xuân Thu, phải có quà cáp biếu xén quan trên. Cứ cái luật bất thành văn đó mỗi năm hai kỳ mà làm vui lòng quan. Cái đó là văn hóa Tàu, người Việt noi theo. Nó không phải là văn hóa Mỹ. Thật đó, trong trại cải tạo hồi năm 76, anh Trương Phương Tuyên, giặc lái như tôi thường nói đùa.
kể lại hồi anh học khóa lái trực thăng ở Mỹ. Học xong mãn khóa trước khi về nước, mấy anh em hùng nhau mua biếu ông thầy hai chai mạc ten. Ông thầy trố mắt nhìn ngạc nhiên, ông ta chưa từng biết cái việc trả ơn thầy như vậy bao giờ, nói chi tới xuân thu nhị kỳ. Việt Nam bây giờ thì khác đó, ở Việt Nam có ngày nhà giáo, học trò phải biết ơn thầy cô, trò nào không có quà cáp biếu cô thầy vào ngày nhà giáo thì học hát đấy. Trong một xã hội mà luật trừng, luật giang hồ, luật xã hội đen hơn hẳn pháp luật quốc gia thì ông Nguyễn Tấn Dũng dựa vào đâu mà nghiêm trị bọn tham nhũng? Đứa nào tham nhũng, ông Dũng đưa ra tòa, tòa nào xử? Tòa căn cứ vào luật nào mà xử? Liệu bị cáo có sợ thứ luật pháp đó không? Hay ông Nguyễn Tấn Dũng đưa tội phạm cho xã hội đen xử? Thiên nan vạn nan đấy. Điều căn bản thứ nhất là luật pháp, thứ hai là cán bộ. Ông Dũng có được cán bộ gì? Một chế độ muốn tồn tại, vững mạnh và phát triển, điều cần thiết là phải có cán bộ, rõ ràng lắm. Phong trào Đông Du của cụ Phan chính là chương trình đào tạo cán bộ ở trường Đồng Văn và chấn võ ở Nhật. Tổng thống Ngô Đình Diệm mới cầm quyền đã lo chấn chỉnh trường quốc gia hành chánh để đào tạo cán bộ cho ngành hành chánh và trường võ bị quốc gia để đào tạo cán bộ cho quân đội. Ngoài Bắc, ngoài các trường hành chánh, ngành quân sự, trường công an, họ còn mở trường đảng để đào tạo cán bộ chính trị, quan trọng nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả những cố gắng đào tạo cán bộ của chính quyền Cộng sản Hà Nội đều thất bại, thường bất chính hạ tắc loạn. Lãnh đạo như thế thì cứ nhìn những vụ tham nhũng từ trung ương đến địa phương, chúng ta thấy rõ sự thất bại của chúng. Thay vì đào tạo ra những cán bộ viên chức phục vụ nhân dân, đầy tớ nhân dân, thì viên chức cán bộ Cộng sản bây giờ chỉ toàn là một lũ ăn cắp, ăn trộm, ăn giật, ăn chặn. Vậy thì muốn diệt trừ tham nhũng, Dũng sử dụng loại cán bộ nào để thực hiện chương trình kế hoạch của y? Với những loại cán bộ đó thì Dũng chỉ là người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có mũi mà không ngửi được, có tai mà không cầm nắm được, có chân mà không đi chạy được. Chưa kể một điều khác rất quan trọng, rất độc hiểm, không chắc Dũng có thể vượt qua, ấy là thái độ của cán bộ. Người bạn tôi nói, Nguyễn Tấn Dũng không cho tụi nó ăn, tụi nó phá cho mà biết, nhất là bọn ở ngoài Bắc, chúng nó có những thủ đoạn thần sầu. Lệnh ban xuống bọn chúng không thi hành lại còn phá bằng những thủ đoạn tinh vi hiểm độc. Anh Nam Kỳ bộc trực, phổi bò, nóng tánh, liệu có làm gì chúng xong? Lại còn những tập đoàn tham nhũng. Có biết bao nhiêu tập đoàn tham những người ngồi ngay tại Hà Nội, đó là những tập đoàn Lê Đức Anh, tập đoàn Đỗ Mười, còn tập đoàn nào nữa không? Trong khi đó tập đoàn chống tham nhũng thì chỉ đơn độc, đơn thương độc mã. Tập đoàn tham nhũng thì đông, tập đoàn chống tham nhũng thì ít. Bọn nó xong lại chém đầu Nguyễn Tấn Dũng rơi xuống ngựa mấy hồi. Thêm nữa, nếu Nguyễn Tấn Dũng là người thân Tàu hay không, y không thể làm việc gì trước khi người Tàu làm. Ngay việc đổi mới kinh tế, Hà Nội cũng phải đổi mới kinh tế sau Trung Cộng. Bên Tàu chưa chống tham nhũng, chưa quyết liệt chống tham nhũng, thì Dũng cũng không thể đi trước quan thầy. Những người dân bình thường muốn làm được việc lớn thì khó lắm, vì người dân không có quyền. Những người chức cao quyền lớn muốn làm việc lớn không khó vì có quyền lực trong tay. Sau mấy chục năm chiến tranh lạnh, Liên Xô không những đi sau Mỹ mà còn đi sau các nước châu Âu hàng chục năm. Trên đà sụp đổ trên bờ vực, Gorbachev thấy rõ Liên Xô nếu không khéo hoàn toàn tan rã vì sự phát triển kinh tế của Liên Xô quá chậm. Người ta đi bằng tốc độ hỏa tiễn máy bay, còn Liên Xô phát triển kinh tế bằng tốc độ xe đạp. Vậy muốn phát triển bắt kịp người ta phải hội nhập với người. Thấy được con đường đó, Gorbachev đã có câu nói lịch sử, Liên Xô thuộc về châu Âu và giải tán chế độ Xô Viết. Ông ta đã làm một hành động lịch sử và đã để lại một dấu son trong lịch sử. Nguyễn Tấn Dũng nên nhìn vào tấm gương Yeltsin và Gorbachev. Nếu Dũng có một hành động lịch sử sẽ cứu được nước Việt Nam, ông ta sẽ trở thành một nhân vật lịch sử, một người cứu nước. Còn nếu ông ta chỉ làm những việc như các thủ tướng trước đã làm, như Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, thì Dũng cũng chỉ là một tên Việt gian hại dân hại nước. Khoảng cách giữa một vị cứu tinh đất nước và một tên Việt gian bán nước chỉ có một khoảng cách ngắn, chỉ bước một bước là xong. Điều quan trọng chính là ở lương tâm, lòng yêu nước và sự can đảm. Gorbachev, Yeltsin đã đi trước,
Nguyễn Tấn Dũng, nếu có lương tâm và đủ can đảm thì còn chần chờ gì? Hương Tràm Trà Tiên, tác giả Hoàng Long Hải, tập 16, bài 32, Tôn giáo. Sau Hiệp định Paris 1973, một thời gian ngắn, tôi nhận được một văn thư từ Trung ương gửi về, lưu ý rằng Việt Cộng đang âm mưu giết các cha, các thầy rồi đổ vấy cho nhau, cố gây mâu thuẫn giữa các tôn giáo, nhất là Phật giáo và Thiên Chúa giáo, để tạo ra những xáo trộn xã hội, tạo điều kiện cho chúng len lỏi hoạt động phá rối trị an. Đọc xong văn thư đó, chưa được mấy ngày thì vào ngày 30 Tết, tôi nhận được một tấm cạc lớn bằng nửa trang giấy học trò. Tấm cạc ghi như sau, phía trên bên góc trái: Linh mục An Tôn Nguyễn Bá Lộc, Chánh xứ Kinh Một Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Trung học Kinh Một Hà Nội. Bên phải, linh mục viết tay: Kính gửi ông chỉ huy trưởng, trong kinh hiện có một người có ý muốn giết cha, nhờ ông chỉ huy trưởng giúp đỡ. Bên dưới là chữ ký của cha Lộc. Tôi biểu nhân viên lấy tác tráng đưa tôi vào gặp cha Lộc ở Kinh Một ngay. Cha Lộc niềm nở tiếp tôi, chưa được 5 phút cha gọi anh trung đội trưởng nghĩa quân lên. Cha Lộc nói với tôi: Ông đi theo anh này, chỉ anh trung đội trưởng, nó chỉ nhà thằng đó cho ông. Thằng đó có lẽ là thằng có ý đồ giết cha Lộc. Anh trung đội trưởng dẫn tôi đi lặng lẽ không nói gì. Tới nhà thằng đó, tôi đi thẳng vào nhà. Một ông già khoảng 50-60 tuổi tiếp tôi mời vào nhà rót nước nói chuyện. Trong khi tôi đi thẳng vào nhà thì mấy anh em nhân viên đi theo tôi tỏa ra chung quanh nhà. Một lúc, anh Nguyễn Xuân Dương, chỉ huy toán nhân viên vào nhà kề tai tôi nói nhỏ: Mắm được thằng bé rồi, nó trốn trên nóc chuồng bò. Tôi tưởng thằng đó là một người lớn mới có gan tính chuyện giết linh mục. Sao ông Dương gọi thằng bé? Tuy nhiên tôi vẫn giữ nét mặt tự nhiên ngồi nghe ông già thuật chuyện. Thưa ông, cha Lộc muốn làm to chuyện chứ có gì đâu. Thằng con tôi chơi dại dột, nó cầm cây súng pháo đi chơi, rồi xuống tắm ở Bến Kinh. Thấy cây súng, bạn nó hỏi, nó nói, có cây súng này tao bắn cha Lộc. Chuyện chỉ có chừng đó mà cha báo với cảnh sát. Tôi không nghĩ là chuyện chỉ chừng đó, nó phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó cần phải tìm hiểu. Vả lại cha Lộc đã thưa thì không thể làm qua loa được. Mấy ông cha như người ta thường nói, phiền lắm. Tôi nói với chủ nhà: Tôi đem cháu ra ngoài bộ chỉ huy xem thử câu chuyện đầu đuôi ra sao. Xong tôi sẽ trình bày với cha Lộc, nếu không có gì lỗi thôi tôi sẽ cho cháu nó về. Ông già dạ, tỏ vẻ tin tưởng nơi tôi. Ra về trên chiếc tắc tráng, tôi gọi thằng bé, nó khoảng 15 tuổi, đến bên tôi hỏi sơ qua chuyện gì. Hình như cha Lộc muốn mượn tay cảnh sát kiếm chuyện với mấy gia đình này bằng cách thưa họ. Mệt thiệt, tới văn phòng thượng sĩ Phạm Văn Thanh, trưởng ban tư pháp hỏi tôi: Nhóc nó vào khám hay sao ông? Tôi nói vẻ không vui: Nhốt sao được, nó có tội gì đâu, chỉ là chuyện trẻ con. Ngày mai mùng 1 Tết, tôi không muốn có ai ở trong khám hết. Trong khám không có tù mình ăn Tết mới vui, người có tội rõ ràng tôi còn chưa muốn nhốt, huống gì thằng con nít này. À, vậy cho nó về trong kinh, thượng sĩ Thanh hỏi. Tôi cười, ông muốn giỡn mặt với cha Lộc à? Ông thấy mình chưa giải quyết gì mà cho nó về trống, ông la toán lên thì sao? Ông thưa với ông tổng thống đó. Ở vậy thì sao? Anh có bà con với ông già thằng bé này không? Mẹ tôi là bà con gì với vợ ông ta, cùng ở xóm trong kinh nên thường hay qua lại. Ông làm giấy bảo lãnh tạm thời đem thằng bé về ăn Tết ở nhà ông đi. Tôi cười nói thêm, biểu bố mẹ nó tăng cường bánh chưng bánh tét cho ông, chờ ăn Tết xong rồi tính, nhớ đừng cho nó về trong kinh. Thượng sĩ Thanh gọi thằng bé theo ông về nhà, qua Tết bắt đầu điều tra. Tôi ngán ngẩm khi đọc hồ sơ, sự việc như sau. Thằng bé có một người anh là sĩ quan thuộc sư đoàn 9 bộ binh. Anh này có một người bạn học cũ hiện là phi công trực thăng. Anh xin người bạn phi công cho anh một cái flare gun, súng bắn báo hiệu của phi công. Hôm anh sĩ quan phi công về thăm nhà, đem flare gun cho bạn. Nhưng bạn anh ta hôm đó không về được, anh gửi cây súng cho bố của bạn. Ông này để cây súng trên tủ thờ có tượng Chúa Giêsu, chờ con về đưa lại cho con. Không ngờ thằng bé, em anh sĩ quan bộ binh thấy cây súng hay hay bèn lẫn lưng đi chơi. Trong lúc đang tức giận cha Lộc, anh ta phát thanh bậy một câu nên mang họa. Hỏi tại sao ghét cha Lộc, thằng bé giải thích.
Hồi năm ngoái bố nó mua một cái máy cày John Deere để cày ruộng nhà và cày thuê cho dân trong kinh. Việc này đụng chạm tới quyền lợi của trưởng ấp Đông là trưởng ấp Kinh Một, cũng là quyền lợi của cha Lộc. Ông Đông được cha Lộc giao cho một cái máy cày của cha để cày thuê cho dân trong ấp. Trước nay ông Đông độc quyền việc cày ruộng, nay có thêm một chiếc khác nữa nên xảy ra việc cạnh tranh. Trưởng ấp Đông báo cáo sự việc tới cha Lộc, tình hình đang căng thẳng thì bỗng xảy ra chuyện thằng bé nói bậy. Thế là cha yêu cầu cảnh sát can thiệp việc có người âm mưu sát hại cha. Giải quyết làm sao bây giờ? Flaregun chỉ là súng bắn báo hiệu, nhưng theo tôi biết nếu bắn gần cũng có thể làm bị thương chết người. Tôi gọi bố thằng bé ra, nói cho ông biết hết mọi chuyện rồi khuyên ông ta xin gặp cha Lộc. Xin lỗi cha về việc con mình còn dại, lỡ nói bậy, con dại cái mang. Ông ta nghe lời, nhưng khi vô trong nhà thờ xin gặp cha, cha từ chối. Hai ngày sau, hai ông bà cha mẹ thằng bé ra gặp tôi khóc lóc nhờ tôi giải quyết cho thằng bé về nhà. Tôi phải đích thân gặp cha Lộc trình bày hơn thiệt với cha, xin cha cho bố mẹ thằng bé gặp để cha bãi nại việc cha thưa thằng bé. Nghe lời tôi, cha Lộc cho hai ông bà già ấy gặp, chịu cho xin lỗi nhưng buộc họ phải đóng tiền phạt cho nhà chung. Ban đầu cha đòi đóng phạt 100.000, hai ông bà năn nỉ tới lui nhà thờ xin xỏ nhiều lần, hồi lâu ngã giá ra ngoài 60.000. Việc cha Lộc phạt con chiên của cha như thế có đúng với luật nhà thờ, luật giáo hội Thiên Chúa La Mã hay không? Chịu, tôi không biết luật lệ đó. Và nếu như tôi có biết, tôi cũng không nói rõ đúng hay sai. Còn như đối với luật pháp quốc gia, tôi cho rằng đó là một vụ tống tiền. Biết vậy nhưng đành chịu. Làm gì mấy ông cha? Làm việc ở cây sắn không dễ dàng như các nơi khác. Rất nhiều người đụng chạm với các ông cha, quậy gói ra đi. Những người không phải là dân địa phương, không phải là tín đồ đạo Thiên Chúa, biết phận mình. Nên có đụng với mấy cha cũng chỉ đụng nhẹ nhàng. Căn nhất là những người chính là con chiên của cha. Khi đụng thì đụng dữ dội. Có phải họ biết tẩy mấy ông cha hay có tâm lý gần chùa gọi bục bằng anh? Những người giữ nhiệm vụ trước tôi như ông Thi, ông Tấn, mỗi khi gặp họ, bao giờ họ cũng hỏi mấy ông cha có làm gì phiền tôi không? Sau đó thì họ lôi chuyện cũ đụng với mấy ông cha ra nói liên hồi nghe thấy mệt. Chuyện đụng chạm nhiều nhất là với hai ông cha đặc biệt. Gọi là đặc biệt vì hay gây đụng chạm với người làm việc cho chính quyền là cha Lộc và cha Uyển. Khi tôi nhận sự vụ lệnh về Kiên Tân, ghé thăm ông đại tá LCV là người qua nghị sĩ Hoàng Xuân giúp đỡ tôi dặn. Chú về dưới đó nhớ cẩn thận, công vụ là trên hết. Thứ hai, dưới đó có 27 ông cha, liệu giao tế cho khéo, mấy ông cha này hay thua gửi lắm. Về tới nơi tìm hiểu tôi thấy ra 27 ông cha này tự hình chung chia thành 3 phe, phe cha Lộc, phe cha Uyển. Như tôi đã trình bày, hai ông này là mặt trăng mặt trời, trăng mọc sao mờ, trăng lặn sao tỏ. Phe thứ ba là cha Triết, cha bề trên ở Kinh Năm. Tuy cha Triết là cha bề trên, nhưng hình như cả hai người, cha Lộc và cha Uyển đều dọc ngang nào biết trên đầu có ai như Từ Hải. Có biết bề trên, nhưng không mấy quan tâm. Còn một phe nữa, cha Đức, hiệu trưởng trường trung học Thái Hòa, phụ tá là cha Vũ Văn Hà Nội, cùng một số các cha khác làm giáo sư trường này. Mấy ông cha này phụ trách về giáo dục, không dính gì tới cõi ta bà nên cũng đỡ cho tôi. Vì công vụ, tôi cũng từng tiếp xúc với cha Đức, cha Hà Nội nhiều lần, chẳng hạn như tổ chức nói chuyện và giải thích cho bọn học trò biết về cái hại của ma túy, băng đảng, vân vân. Vả lại, con gái đầu của tôi, 10 tuổi, đang học lớp đệ thất ở đây, thuộc loại mà cha Hà Nội nói với tôi. Nó đặc biệt thông minh, xuất sắc tất cả mọi môn, nhưng cũng thuộc loại quậy, thường hay móc đuôi các cha. Tức là lấy giấy làm đuôi lén gắn sau lưng các cha để cả lớp cười chơi. Nói chung thì các cha ở trường Thái Hòa đứng đắn tốt bụng, còn cha Triết thì tôi chỉ đến thăm một lần rồi thôi. Không có gì để nhờ cha, cũng như cha cũng chẳng có yêu cầu gì. Về cha Uyển tôi có kể trong một bài trước, nay khỏi kể lại. Riêng về cha Lộc, tôi thấy cha có nhiều cái đặc biệt và quả thật, tôi thấy thương cha Lộc. Trước hết là vì công lao của cha đối với đồng bào Dinh Điền. Như tôi đã trình bày, tình hình Dinh Điền những ngày đầu vô cùng khó khăn. Khoảng tháng 9 hay tháng 10 Tây là tới mùa nước nổi, nước mênh mông, lên láng khắp mọi nơi. Ban đầu đường chưa đắp, nền nhà chưa cao, mỗi nhà chỉ còn cái giường. Là nước chưa ngập vì nước lên chừng nào kê giường lên cao chừng đó. Nấu ăn cũng trên giường, ngủ nghê cũng trên giường, và như người dân thường nói đùa, ăn ở đâu, ỉa ở đó.
Tới khi nước rút là mùa xuân tới, có nắng, có mưa, cây cối xanh tươi, chúng chưa kịp phát hoang thì lau lách đã lên um tùm, xanh mướt, chẳng còn miếng đất trống để gieo hạt giống. Cũng có người muốn làm ruộng nhưng tình hình như thế ai ai cũng ngán ngẩm. Có người thì chỉ có tên ở dinh điền, gia đình còn ở lại xóm mới Bỉ Hiền. Người có mặt ở dinh điền chỉ để lãnh đồ cứu trợ. Nhiều người đã bỏ dinh điền mà đi, nhiều người chuẩn bị trời đi nếu hết đồ cứu trợ. Cha Lộc là người kêu gọi đồng bào ở lại, trụ lại cùng cha, cùng bỏ công khai thác đất hoang thành ruộng rẫy, sửa sang dựng lại nhà cửa. Hễ đồng bào thiếu thức gì thiết yếu như gạo ăn, lúa giống, phân bón, xi măng, vân vân, thì cha Lộc can thiệp xin xỏ với chính quyền, có khi cha lên tận Sài Gòn vào phủ tổng quỹ dinh điền, thậm chí cả phủ tổng thống, xin gặp tổng thống Ngô Đình Diệm, tổng quỹ trưởng dinh điền để xin giúp đỡ dân, vân vân. Do đó tình trạng dinh điền tốt đẹp như ngày nay là do công lao của các cha, nhất là cha Lộc đóng góp không ít. Cha có uy tín, được mọi người kính trọng cũng vì những công lao đó. Khi các ông tướng Thiệu Kỳ ra ứng cử, biết uy tín của cha nên cả hai ông bay về Kinh Một nhờ cha vận động giúp. Nhìn bức hình cha chụp với hai ông này, cha Lộc đứng giữa. Hai ông hai bên thì đủ biết họ trọng vọng cha Lộc như thế nào. Vì vậy nhiều người đến nhờ cha Lộc giúp đỡ, xin giúp việc này việc khác. Có người đem cả xe Huy Kỳ từ Sài Gòn xuống đưa cha đi Sài Gòn hay Cần Thơ để cha Lộc xin giúp việc gì đó. Về việc cha Lộc che chở cho bà chủ cây xăng ở quận Lỵ Kiên Tân buôn xăng lậu, mô từ bộ chỉ huy bốn tiếp vận như tôi nói trong bài trước, nó cũng tương tự như các việc kinh tài khác của cha. Cha cho người khác mượn cái tên của cha, còn như lời lỗ bao nhiêu, người chủ lo trà nước cho cha sau đó, tôi không rõ khoản chia chác này. Việc này làm cha Lộc mang tai tiếng nhiều lắm, giống như việc cha Uyển cho người khác mượn danh để buôn cọc sắt kẽm gai vậy. Hai ông cha với tiếng tăm hai món hàng đặc biệt. Tiếc rằng về sau khi ghế ngồi mấy ông lớn tương đối vững không cần các cha, nhất là cha Lộc vận động kiếm phiếu giúp nữa thì từ Sài Gòn có văn thư phổ biến, lưu ý đồng bào rằng cha Lộc không có uy tín gì, không nên nhờ cha can thiệp những việc liên quan tới chính quyền, phê phán việc cha mượn danh chính quyền để thủ lợi. Vợ chồng tôi là người được cha Lộc thương mến, những khi ở nhà thờ cha có lễ lược Tết nhất, cha đích thân ghé nhà chúng tôi mời vô tham gia. Những buổi tiệc cha mời khách xa tới, dù mời bất cứ ông lớn, ông nhỏ nào, tướng tá gì đó, cha cũng mời hai vợ chồng tôi dự tiệc chung. Trong bàn ăn, trước mặt là khách quý của cha, dù ông ta cấp bậc hay chức vụ gì thì chỗ ngồi của vợ chồng tôi là hai bên cha, tôi ngồi bên phải, vợ tôi ngồi bên trái. Cha không cần lưu ý tới việc tôi chỉ là sĩ quan cấp úy, ngồi bên cạnh cha còn trước mặt là một ông tướng, một ông bộ trưởng hay tỉnh trưởng. Khi tôi làm việc ở Cái Sắn là lúc cha đang xây lại nhà thờ mới xây xong rất lớn, rất âu tây, gác chuông cao nhưng phía trong chưa hoàn tất. Chỗ công thánh đang được xây dựng trang trí, họa sĩ Trọng Nội được cha Lộc mời trang trí bàn thờ Chúa và vẽ tranh ở cung thánh. Mỗi tháng cha Lộc phải trả 40.000 đồng cho họa sĩ, đã 3 tháng rồi mà công việc mới được một nửa. Cha Lộc thường nói với tôi rằng việc xây nhà thờ mới tốn kém lắm, chỉ một việc trả tiền công cho họa sĩ Trọng Nội, tôi thấy cha cần nhiều tiền là phải. Có lẽ phần lớn số tiền cha Lộc có được chi vào việc xây dựng nhà thờ, một ngôi nhà thờ như cha Lộc nói với tôi, lớn nhất, đẹp nhất ở dinh điện Cái Sắn này. Nhìn kỹ sự việc tôi thấy một điều rõ là các ông cha này bị người ta lợi dụng, nhất là cha Lộc. Từ chủng viện ngoài kinh sách, cha Lộc không có kiến thức, kinh nghiệm gì về cuộc sống ngoài đời. Học ở chủng viện xong là coi như chấm dứt việc học hành. Sau đó thì sách không đọc, không bao giờ cha nói với tôi về việc đọc sách, đài phát thanh trong nước cũng như ngoại quốc không nghe. Dài dài ngày tháng quanh quẩn trong kinh, nhiều lắm là ra tới quận, lâu lâu đi Sài Gòn. Khách tới thăm thì văn giả nhiều hơn là trình bày việc nước, việc đời với cha. Các cha phần đông lại ưa nịnh, khác xa với linh mục dạy tôi ở đại học, tốt nghiệp từ Pháp về. Do đó các cha ở thôn quê phần đông thật thà, bị người khác lợi dụng là điều không khó hiểu. Giữa năm 1973, khi Việt Cộng tấn công và chiếm một ấp thuộc xã Tân Hội, ấp này sát với Tà Keo, là nơi đầu tiên Nguyễn Tấn Dũng làm du kích cho Việt Cộng. Bỗng nhiên cha đem trung đội nghĩa quân đi đánh Việt Cộng. Trước khi di cư, khi còn làm linh mục của một họ đạo nào đó ở Thái Bình, cha Lộc kể, cha thường đem dân dạy đi đánh nhau với Việt Minh.
Tôi nhớ khoảng năm 1950, ở xứ tôi, nhiều làng có dân vệ là lực lượng bán quân sự ở thôn quê, thường là những làng có đạo, tự họ chống lại Việt Minh bảo vệ làng. Họ có những cây súng cổ lỗ sĩ, có loại dài như cây sào giữ vịt, lực lượng dân vệ của cha Lộc có lẽ cũng như thế. Quân đội quốc gia lúc đó mới chỉ có MAS-36, chưa có Garand, thì làm gì họ có súng hiện đại hơn, nhưng cũng đủ chống lại mã tấu của Việt Minh. Tôi hỏi cha Lộc, cha đem lính qua bên kinh. Cha Lộc trả lời, không, cha ở bên này, nã cho bọn nó mấy quả 160. Tinh thần chống cộng của cha cao như vậy đó, vậy mà ít lâu sau cha Lộc lại nói với tôi, à, Việt Cộng gửi thư cho cha, gọi cha là kính thưa cha cố đấy. Họ gọi cha là cha cố. Cha nhấn mạnh hai chữ cha cố. Cha thích thú khi thấy Việt Cộng gọi cha là cha cố. Thật tội nghiệp cho sự ngây ngô của cha. Cha từng mấy chục năm chống Việt Cộng mà cha còn ngây ngô vậy hay sao? Nghĩ vậy tôi nửa đùa nửa thật. Nếu cần thì bọn chúng gọi cha là ông nội, ông cố, là ông thánh của chúng nó cũng được. Nhưng hãy chúng nắm được cha rồi thì cha chỉ có nước chết với chúng mà thôi. Cha đừng có tin tụi nó. Cha Lộc làm thinh không nói không cười. Sau 1975, từ cải sáng cha chạy lên Sài Gòn, trốn trong khu hưu dưỡng của các cha già ở nhà thờ Ngã Sáu. Mấy người quen ở cái sáng nói với vợ tôi, khi đó tôi đang ở trong tù cải tạo, rằng Việt Cộng nói rằng cha Lộc là chuẩn tướng CIA, bọn chúng ghét cha lắm, thù cha lắm, vậy mà khi nghe chúng gọi cha bằng cha cố, cha lại khoái. Cha không biết tụi nó nịnh cha, muốn lợi dụng cha hay sao? Vì chớ về khoản nịnh và lợi dụng, Việt Cộng không thiếu tài. Vậy mà cha Lộc còn nghe chúng được, cha chống cộng bao nhiêu năm mà chẳng có kinh nghiệm chống cộng hay sao? Trước khi đi tù, vợ chồng tôi tới thăm cha, cha chỉ xuất hiện ở cái ô nhỏ nơi cánh cửa cổng nói, cảm ơn các con, về đi, nguy hiểm lắm. Tới bây giờ cha mới biết rằng Việt Cộng nguy hiểm lắm hay sao? Đọc hồi ký Võ Long Triều, tôi thấy tác giả có nhắc tới cha Lộc trong Khám Chí Hòa. Có người quen nói với tôi cha cũng qua đời trong cái nhà tù đó. Quả thật tôi không có ác cảm gì với các ông cha, họ cũng là người có tốt có xấu. Và dĩ nhiên họ tin Chúa, tin tới mức độ nào tôi không rõ. Nhưng các cha thường có cách nói, Chúa cho hay Chúa gọi về. Khi nói tới cái chết, tôi không tin như thế. Tôi nhớ một hôm, khi còn ở Sài Gòn đi công tác ở Long Khánh về, tôi biểu tài xế ghé hố nai một, thăm một anh trung sĩ nhân viên của tôi. Cảnh nhà anh trung sĩ cũng không nghèo, nhờ vợ làm bồi cho căn cứ Mỹ Long Bình. Anh có một bầy con, nếu chỉ sống bằng lương trung sĩ, chắc anh ta không đủ gạo nuôi con. Tuy nhiên trong số các con của anh có một đứa khoảng 3 hoặc 4 tuổi là Mỹ Lai, rõ lắm, tóc nâu mắt xanh. Cũng giống như các đứa khác, con bé gọi anh trung sĩ bằng bố, gọi vợ anh bằng mẹ. Đứa bé chính là do vợ anh đẻ ra, không phải con nuôi. Trên đường về, trung sĩ Thiều, người lái xe cho tôi đi hôm đó cũng là một tín hữu của Thiên Chúa, nói với tôi, ảnh may mắn nhờ Chúa cho anh nên cũng khá giả. Tôi nghĩ thầm, không nói ra sợ mất lòng Thiều, chắc chắn là đứa bé Lai. Dù Chúa có cho thì cho vợ anh ấy chứ không phải cho chính anh. Anh ta không vui vì khi Chúa cho gia đình anh một đứa bé Lai như thế. Tôi là người hữu thần, tôi tin tạo hóa, không có tạo hóa làm sao có cuộc sống kỳ diệu ở cõi đời này. Chỉ có mấy chất hữu cơ do đâu mà khi kết hợp nhau thì nó thành nước, thành rượu, thành metan. Tôi nhớ năm học đệ nhất, có anh bạn hay thắc mắc mỗi khi giảng về các công thức khai triển. Thầy nói cái này là chất này, cái này là chất kia, vân vân. Anh bạn tôi cứ thắc mắc hỏi thầy, tại sao? Sau khi thầy giải thích xong về một chất, nó thắc mắc đúng đó. Cũng C, cũng H, cũng O. Tại sao khi thành chất này, khi thành chất kia? Nó hỏi hoài. Có lần ông thầy tôi, đậu cử nhân khoa học, bực mình nói, tự nó kết hợp mà sinh ra như vậy, cứ hỏi tại sao? Một lúc hình như không nén được giận, ông ta nói, tại sao, tại sao? Vậy hả, tại sao cha mày lấy mẹ mày sinh ra mày? Cả lớp muốn cười nhưng biết thầy đang giận nên không dám cười. Khoa học chỉ biết như thế, còn như tại sao nó thành chất này mà không thành chất kia thì đó chính là do tạo hóa. Tạo hóa màu nhiệm làm sao con người biết được? Quả thật tôi tin tạo hóa. Tôi tin có tạo hóa, có sự màu nhiệm ở cõi đời này. Do đó tôi không thể tin cộng sản được. Cộng sản vô thần, nhưng bảo tôi tin Chúa, tin Phật là Thượng Đế hay con cái của Thượng Đế thì tôi cũng không tin nốt.
chúa hay Phật hay ông Khổng, ông Lão chỉ là những siêu nhân theo một ý nghĩa nào đó. Nói cho đúng, họ chính là sản phẩm, là kết tinh, là tinh hoa của các nền văn minh nhân loại. Văn minh Trung Hoa sản sinh ra ông Khổng, ông Lão, văn minh Ấn Độ sản sinh ra ông Phật, và ông chúa là sản phẩm của nền văn minh Địa Trung Hải. Từ họ mà có các tôn giáo trên thế giới này. Kinh nghiệm cho thấy, trong cuộc sống của loài người, không có tôn giáo thì không được. Không có tôn giáo làm sao có đạo đức? Rõ ràng không có tôn giáo không thể có đạo đức. Tôn giáo làm ra đạo đức. Tiêu diệt tôn giáo là tiêu diệt đạo đức. Sống dưới chế độ cộng sản, người ta thấy rõ điều đó hơn đâu hết. Sau đó ít lâu tôi đem câu chuyện cũ kể với ông Nguyễn Đức Nghiêm, phó quận trưởng. Sở dĩ tôi hay nói chuyện thường với ông ta, không phải ông ta có trách nhiệm gì, nhưng ông là người có trình độ kiến thức, thông hiểu nhiều vấn đề phức tạp, tư tưởng cấp tiến. Ít ra ông cũng đã tốt nghiệp đại học, xuất thân Học viện Quốc gia Hành Chánh, khác với các kỹ sư ở nhà máy xi măng Hà Tiên. Các ông này tuy tốt nghiệp đại học, nhưng chỉ giỏi ở lĩnh vực chuyên môn. Tôi nói, Trung ương tiên liệu được vấn đề xung đột, tôn giáo như vậy cũng là hay. Tuy nhiên theo tôi nghĩ, về tôn giáo ở đây không có dữ dội như ở Huế. Chuyện này ở Huế mệt lắm, phần đông bên nào cũng cuồng tín nên rất dễ xung đột. Phó Nghiêm nói, Cộng sản gọi tôn giáo là thuốc phiện, ông có biết không? Biết chứ sao không, vì thuốc phiện nên người ta dễ mê, dễ cuồng tín. Hễ mê với cuồng tín thì không trứt ra được. Tôi nhận xét. Phó Nghiêm nói, lòng người ta có ác có thiện, hãy cuồng tín rồi thì cái thiện ít đi mà cái ác nhân lên. Tôi nói, dân ở đây hơi lạ, ngay cả dân có đạo trong núi Trầu cũng không cuồng tín, nói chi tới dân an bình. Không cuồng tín thì bớt mâu thuẫn, bớt xung đột, việc cộng khó lợi dụng, mình cũng khỏe. Sau khi nói chuyện với ông phó quận xong, tôi họp nhân viên nêu vấn đề giao công tác. Ngoài việc theo dõi các cụ can phạm, các hồi chánh viên sát và kỹ hơn, đặc biệt theo dõi các người gần gũi với các ông cha, các ông thầy, tôi nói với nhân viên. Các ông cha, các ông thầy tôi không có ngại, mình biết rõ họ, nhưng với những người thân cận với các cha, các thầy, thường dễ bị diệt cộng lợi dụng xối bẫy. Có khi chính họ là diệt cộng nằm dùng, núp kín lắm mình không có hay, không ngờ. Các ông thầy trẻ trên chùa ổng bổn, nơi đó vắng vẻ ban đêm diệt cộng dễ mò ra tuyên truyền xối bẫy. Họ ngây thơ dễ nghe theo, vậy nên theo kỹ các ông thầy chùa này. Các ông thầy chùa Miên Sở quốc gia cũng không có ưa diệt cộng nên không có đáng ngại, nhưng cũng không có nên bỏ qua, ỷ y. Thiếu Quý Kiệt, các người theo dõi những nơi tôi vừa nói, giao cho mấy ông thầy trẻ trên chùa ông Bổn cho ông Năm Hồng thì hay lắm. Thiếu Quý Kiệt gật đầu với tôi, tỏ ý vâng lời. Sau buổi họp, tôi kể cho Thiếu Quý Kiệt nghe cuốn phim Ông Đại Sứ do Marlon Brando đóng. Phim hay lắm và chính là một kinh nghiệm, một bài học cho ai hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo. Thật ra ở Kiên Lương, tình hình các tôn giáo không có gì phức tạp. Về tôn giáo có bốn thành phần khác nhau. Đạo Phật của người Việt, Đạo Phật của người Miên, Thiên Chúa Giáo và Hòa Hảo. Không có đạo Cao Đài. Một số người cũng là Phật tử nhưng hay đi cúng miễu như miễu bà Chúa Xứ ở Ba Hòn, ngọn núi sát biển thuộc xã Dương Hòa. Đạo Phật của người Việt có hai chùa. Chùa Ông Bổn là một ngôi chùa cũ dựng lên từ hồi xưa trước năm 1945. Chùa nằm trên một ngọn đồi nhỏ phía đông nam quận lỵ Kiên Lương. Có lẽ chùa có một ông sư già đã viên tịch hồi nào tôi không biết. Khi tôi vào thăm chùa thì chỉ thấy mấy ông thầy chùa trẻ khoảng trên dưới 30 tuổi. Vì chùa thống thuộc Giáo hội Việt Nam Thống Nhất nên các ông thầy chùa này được hoãn dịch vì lý do tu sĩ. Rất ít tín đồ lui tới cúng bái nên chùa nghèo. Các thầy sinh hoạt theo truyền thống đạo Phật Việt Nam từ xưa, tự làm ruộng, trồng tỉa rau ráng, làm tương trao. Khi tới mùa khô họ cũng vào mùa kiết hạn an cư như truyền thống tu học của đạo Phật nước ta vậy. Thỉnh thoảng tôi có mời ông thầy chùa lớn tuổi nhất tới văn phòng tôi, hỏi thầy về phong thổ tử vi, ông cũng là người rành rẽ về các việc này. Chùa thứ hai cũng thuộc hệ thống Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, ở ngay quận lỵ, chùa này đông Phật tử nhất là các gia đình gốc Tàu. Năm 1972, Việt Cộng đánh phá nhiều nơi, quận Kiên Lương cũng bị tấn công, chùa bị sụp đổ hoàn toàn. Đại đức trụ trì chùa này cũng còn trẻ, xuất thân Phật Học Viện, dựng tạm lại trên nền chùa cũ một mái chùa bằng tôn, tạm che mưa nắng để làm nơi thờ Phật và để Phật tử có nơi tới lui cúng bái, lễ Tết hàng năm.
Chùa được ti xã hội bồi thường chiến tranh, nhưng tiêu chuẩn cũng như dân chúng không có gì gọi là ưu đãi, có nghĩa là chùa nhận 40.000 tiền mặt và 20 tấm tôn lạnh, chứ không nhiều hơn ai. Phật tử phần đông thì nghèo, ngoài tiền bồi thường ít ỏi, chùa không có phương tiện nào khác. Ông Đại Đức phải ngồi chờ gom tiền phước sương để xây lại chùa. Việc gom tiền kéo dài lâu quá, tới 30 tháng 4 tiền vẫn chưa đủ. Việt Cộng chiếm miền Nam rồi, cho rằng tôn giáo mê tín dị đoan cản trở con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội là con đường thiên đường hạ giới, nhanh hơn lên Niết Bàn, nên ông thầy chùa bị đuổi đi. Ông Đại Đức bị đuổi đi, ông bỏ chùa, bỏ đệ tử rồi trôi nổi về đâu cũng chẳng ai hay biết. So ra, nhà thờ Cha Đại gần đó cũng bị hư hại vì chiến cuộc, giáo dân so với Phật tử cũng ít hơn. Vậy mà cha đã dựng lại nhà thờ, và cha đốt một lò vôi kiếm tiền xây tháp chuông như tôi kể trong một bài trước. Cha Đại biết xoay sở, có kế hoạch và cũng được giáo hội hỗ trợ ít nhiều. Mấy thầy trẻ trên chùa ông Bổng cũng bị Việt Cộng bắt hoàng tục. Mặc dù mấy ông thầy này đi tu thì cũng tự cam tác lấy mà sống, chứ có bám vào lưng ai đâu. Chớ đừng nói là mấy thầy ngồi mát ăn bát vàng như Việt Cộng thường chê trách những ai giàu có. Chùa bỏ hoang, cõi đời này đúng là cảnh trầm luân. Đạo Phật càng ngày càng suy vi là phải. Thật ra vấn đề suy vi của Đạo Phật phải nói lại từ đầu, từ khi người Việt vào định cư khai khẩn đất Nam Phần, đặc biệt là kể từ khi Pháp xâm lăng nước ta. Như tôi đã có lần trình bày, Đạo Phật du nhập vào nước ta từ hơn 2.000 năm trước, theo con đường trực tiếp từ Ấn Độ sang nước ta, hay theo con đường gián tiếp từ Ấn Độ qua Trung Hoa rồi đi dần về phương Nam, mà tới vùng lưu vực sông Nhị là thổ địa nước ta hồi đó. Trong quá trình năm tiếng, trong hành trang của những lưu dân hồi đó, họ mang theo trong tâm tư họ Đạo Phật theo phái Đại Thừa. Đến khi nhà Nguyễn thống nhất Sơn Hà, củng cố nền cai trị, thì nhà Nguyễn áp dụng triệt để Tống Nho để bảo vệ và củng cố ngai vàng. Tuy nhiên từ Huế là điểm giữa, miền Bắc trọng Nho thì miền Nam phần đông dân chúng theo Đạo Phật. Cuộc sống nơi xứ lạ, người ta cần tình thương tương trợ giúp đỡ che chở cho nhau. Trong ý nghĩa đó thì vai trò của Đạo Phật hữu hiệu hơn Đạo Nho. Trong tiến trình định cư xây dựng cuộc sống ở vùng đất mới, Đạo Phật Đại Thừa của lưu dân hòa trộn với Tiểu Thừa của người Miên, pha trộn với bùa chú của dân tộc này. Nói theo sách vở thì môn phái Tịnh Độ Tông, Thiền Tông của lưu dân pha trộn với Mật Tông của người Miên. Từ đó trong Đạo Phật của người miền Nam vừa có chùa Đại Thừa, vừa có am của Tiểu Thừa, pha trộn với cốc của các ông Đạo. Ông Đạo là một sản phẩm tôn giáo đặc thù của người dân miền Tây Nam Bộ. Nó vừa là mật tông của Phật, vừa vô vi siêu thoát của lão, vừa là bùa chú của người Miên. Từ công cách sinh hoạt như thế, bề ngoài người ta tưởng như đó là tính cách hiện đại hóa Phật giáo cho phù hợp với tình hình dân chúng địa phương. Nhưng thật ra đó chính là sự xa rời kinh sách tông chỉ của Đạo Phật, nhất là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, làm cho Đạo Phật suy vi. Chính vì sự suy vi đó mà vai trò của ông Đoàn Minh Huyền nổi bật lên. Việc ông thành lập tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Tứ Ân chính là sự khôi phục Đạo Phật theo một đường lối mới, thích hợp với dân chúng. Vì tính cách thực tiễn và hữu ích của Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân hiếu nghĩa, nên đồng bào tôn sùng ngưỡng mộ, theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương càng ngày càng đông, trở thành một tôn giáo mới, đặt căn bản trên Đạo Phật. Dù ông Đoàn Minh Huyên đã có công phục hưng Đạo Phật qua tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương, Đạo Phật càng ngày càng bị đàn áp mạnh mẽ dữ dội kể từ khi Pháp xâm lăng Việt Nam. Trước hết là việc xâm lăng Nam Bộ, sau đó lan dần ra phía Bắc, theo chân bọn thực dân Pháp chiếm đóng nước ta là bóng đen của các tu sĩ Đạo Thiên Chúa, là những người Việt Tân Tòng làm quan chức cho Pháp để mưu cầu danh lợi. Họ dựa vào thế lực của thực dân Pháp để bành trướng tôn giáo. Thực dân Pháp cũng dựa vào các tu sĩ Thiên Chúa giáo để củng cố ách cai trị, hai bên song hành, dùng đủ mọi biện pháp của chính họ và của nhau để đàn áp tiêu diệt Đạo Phật. Trong nhiều trường hợp, ở một nơi nào đó, nếu cần thiết, cả hai bên hợp tác chặt chẽ để thực hiện ý đồ của mình. Thực dân thì củng cố nền cai trị bằng cách đàn áp khốc liệt dân chúng, giết chóc tù đày những người yêu nước. Các linh mục thì dụ dỗ rửa tội để dân chúng được che chở tránh sự đàn áp của Pháp. Nhiều xóm làng từng là cơ sở căn cứ của nghĩa quân nổi lên chống Pháp bị bọn thực dân Pháp đốt sạch, giết sạch.
Tiếp theo tiếng súng của bọn Pháp là sự giúp đỡ của các tu sĩ Thiên Chúa Giáo. Đó là một trận chiến hiệp đồng tuyệt hảo, đều có lợi cho cả hai phe phi dân tộc. Vì chính sách đó nên sau khi có những làn nổi lên chống Pháp đi theo các phong trào của Nguyễn Trung Trực, Trương Định, những làn nổi lên theo phong trào Cần Vương, phong trào Văn Thân ở Trung và Bắc Bộ bị tiêu diệt hoàn toàn hay trở lại đạo toàn bộ. Chỉ có cách đó người dân trong làng mới được ở yên, sống yên, không còn bị Pháp tới lùng bắt hay đốt phá làng để tiểu trừ nghĩa quân nữa. Đó là lý do chính yếu nhất làm cho Phật giáo càng ngày càng thêm suy vi. Đến đầu thế kỷ 20, nhiều người thấy rõ sự suy vi đó của đạo Phật, bèn tìm cách phục hưng. Nhìn chung sự suy vi của đạo Phật cũng có nghĩa là sự suy vi của dân tộc. Bắt nguồn từ Bổ Sơn Kỳ Hương, ông Quỳnh Phú Sổ xây dựng nên đạo Phật Hòa Hảo. Đó là một tôn giáo mới, một đạo Phật mới, với những lời cầu nguyện bình dị, dễ hiểu, pha lẫn với sấm truyền chịu ảnh hưởng mật tông, hòa hợp giữa tiểu thừa và đại thừa. Nét đặc thù chính yếu đạo Phật Hòa Hảo là phổ biến, truyền bá trong giới bình dân, trong số đồng bào làm nghề ruộng rẫy, săn bắt, lao động chân tay, vân vân. Nhờ tính chất thực tế và đơn giản, nhắm vào việc tu hiền, hiếu thảo cha mẹ anh em, ăn ở phúc đức hiền lành, cứu người giúp người, đúng với tình cảm và tâm lý của người Việt, nên đạo Phật Hòa Hảo đã phát triển rất nhanh. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, chính sách Đại Đông Á của Nhật Bản là chống lại các đế quốc thực dân cai trị các nước nhược tiểu. Chính sách đó gần gũi với tinh thần người Việt chống lại ách cai trị bóc lột và tàn ác của thực dân Pháp. Từ căn bản đó, đạo Phật Hòa Hảo với tinh thần tứ ân, sau ân cha mẹ là ân đất nước, đã có những tiếp xúc với quân đội Nhật, hầu mong tìm một ngày độc lập cho dân tộc. Cũng từ ý nghĩa đó, đạo Phật thành lập Dân Xã Đảng, cũng như lực lượng quân sự để chống Pháp khi Pháp quay trở lại Nam Bộ hồi tháng 9 năm 1945. Đây cũng là lực lượng chống cộng rất tích cực và hữu hiệu sau khi Việt Cộng sát hại Đức Thầy Quỳnh Phú Sổ. Tuy nhiên, tình hình đạo Phật Hòa Hảo ở hai quận Kiên Tân và Kiên Lương có phần khác nhau. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Kiên Tân đông hơn và sinh hoạt mạnh hơn. Như tôi đã trình bày trước đây, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Kiên Tân có một ngôi chùa chung, có ba phe Phật giáo Hòa Hảo tranh chấp nhau ngôi chùa này. Ngoài ông Lê Minh Châu là người như tôi đã kể trước đây, đem lựu đạn vào chùa để phòng thủ chống lại hai phe Phật giáo Hòa Hảo kia, còn có một ông Châu khác nữa. Ông này trước kia là một hạ sĩ quan trong đơn vị địa phương quân thuộc tỉnh Kiên Giang. Sau đó ông Châu này đào ngũ bỏ lên Sài Gòn khoảng cuối năm 73. Ông tham gia một lực lượng ma, cùng mấy người khác nữa họp nhau ở Khánh Hội tự trao cấp bậc cho nhau. Ông Châu tự phong làm thiếu tướng không quân, tức là làm tướng nhưng không có quân đội. Khi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ra lệnh truy tố thì ông Châu trốn về Kiên Tân. Hôm ông quận trưởng Huỳnh Đầm Sắn được lệnh đi bắt ông ta, ông quận trưởng kéo tôi cùng đi, chỉ để làm chứng, sợ mấy ổng vu cáo bày chuyện thơ gửi lung tung. Khi ông quận trưởng đến nhà Châu, ông ta đứng ngoài tránh không vào nhà gọi lớn. Châu, mày ra đây, mày lên Sài Gòn làm cái gì trên đó nên tao được lệnh đi bắt mày. Tôi thấy ông tướng Châu này liếu riếu mặc áo đi ra xe theo ông quận trưởng. Hỏi ra tôi biết thêm ông quận trưởng trước kia là cấp chỉ huy trực tiếp của ông tướng Châu. Tôi chưa từng đọc một tác phẩm nào nghiên cứu về tình cảm, tư tưởng và tâm lý của những người lưu dân khi họ đến định cư ở vùng đất mới. Dù là lưu dân của vùng viễn Tây Hoa Kỳ hay lưu dân Việt Nam ở miền Tây Nam Bộ, họ có những tâm lý tính khí giống nhau. Những chàng cao bồi xứ Mỹ cởi ngựa quăng dây dõi cũng chính là những anh hùng cứu khổng phò nguy, giúp đỡ dân lành. Họ chính là Lục Vân Tiên của miền viễn Tây, giữa đường dẫu thấy đất bằng mà tha. Bên cạnh đó họ cũng mang đậm nét tướng cướp phong lai và cũng mang dòng máu anh hùng từ hải. Một lời đã biết đến ta, trăm chung nghìn tứ cũng là có nhau. Tính khí đó pha hợp với nhau rất phức tạp trong tâm hồn ba cục, tức năm lửa. Và những người theo họ, họ có thể là những người giàu lòng nhân ái, tính khí trung trực nhưng lại ưa sống ngoài vòng pháp luật, ưa chuyện phiêu lưu và cả những việc làm điều tham lam độc ác. Gốc gác những lưu dân Nam Bộ không hẳn vì nghèo đói mà tha phương cầu thực. Họ giống như những đợt lưu dân đầu tiên từ châu Âu đến vùng Bắc Mỹ, có một nét chung là bị đàn áp ở quê nhà. Một số người là binh lính Chúa Nguyễn, khi Sơn Tây khởi nghĩa, Chúa Nguyễn chạy trốn vào miền Nam. Họ cũng theo Chúa vào Nam, đến khi Gia Long tẩu quốc, họ không theo Chúa qua Simla được, đành mai danh ẩn tích tìm nơi trốn tránh ở trong kinh cùng trạch chẹt.
Đến khi Gia Long lên ngôi, họ không về theo chúa nữa. Cuộc sống trốn lánh bao nhiêu năm đã tạo nên cho họ một đời sống ổn định, bình yên. Họ không còn muốn tham gia vào những cuộc chém giết giữa những đồng bào cùng một dòng máu, một dân tộc. Đến lúc đó thì miền Tây Nam Bộ đón nhận một đợt lưu dân mới. Họ chính là những người trước kia từng theo phò Tây Sơn, đang bị Gia Long lùng bắt nên từ Quảng Nam Bình Định họ chạy trốn vào đây. Hai hạng người trước kia từng ở hai chuyến tiến đối địch với nhau, nay đồng cảnh ngộ, trốn chạy chính sách hà khắc, lưu lạc quê người. Sự đồng cảm đã kéo họ lại gần với nhau. Trong từ bi hỷ xã của Đạo Phật, họ sống nương nhờ với nhau ở một nơi. Ca dao có câu: tới đây đất nước lạ lùng, con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng kinh. Trong bối cảnh lịch sử xã hội giống như tình hình lúc hình thành Đạo Phật Hòa Hảo, Đạo Cao Đài ra đời. Đạo Cao Đài tên thường gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một hình thức phục hưng Đạo Phật trong giới trí thức miền Nam. Vùng tôi phục vụ trước năm 75, rất ít tín đồ Đạo Cao Đài sinh sống tại đây nên tôi không bàn tới. Nhìn chung Đạo Phật chưa bao giờ được chính quyền ngó ngàng xem tới, chứ đừng nói là được hưởng những gì ưu đãi, trong khi tư tưởng Phật giáo đã thấm sâu vào lòng dân tộc. Do tình trạng suy vi, Đạo Phật đã bị nhiều người lợi dụng, làm cho nó biến thái, trở thành một thứ mê tín dị đoan, bùa mê thuốc lú, sản sinh ra nhiều ông đạo như đạo sờ, đạo liếm, Phật không ra Phật, thánh không ra thánh, nặng tính chất bùa chú, bán cho những người dân chất phác thật thà, ngu dốt, để họ xin xỏ Phật tổ những thứ mà Phật không thể có được, không đúng với bản chất của Đạo Phật, là một tôn giáo cứu khổ và giải thoát chúng sanh. Trong hoàn cảnh suy vi của Đạo Phật như thế, hàng trăm năm qua, bên cạnh những nhà thờ lớn, nhà chung lớn xây dựng liên tiếp mở rộng, thì nhiều chùa miếu bị phá bỏ đi để xây dựng nhà thờ. Sinh hoạt Phật giáo càng ngày càng co cụm lại, sống âm thầm đâu đó trong cảnh nghiêng chùa đổ trái, hay trong truyền thống dân tộc, lưu tồn một cách kín đáo trong tâm hồn của những nông dân nghèo khó ít học, sống lam lũ nơi bùn lầy nước động, hạn chế tiếp xúc với cuộc sống văn minh vật chất, với sự cấu kết quyền lợi giữa các giai cấp thống trị mới. Tài sản của chùa và nhà thờ khác nhau một trời một vực, bằng nhiều phương cách, kể cả việc sử dụng thế lực hay mua bán cho vay nặng lãi, trong khi mỗi nhà thờ là một địa chủ có nhiều đất ruộng cho tá canh, cho mỗi chùa thì chỉ có 5-3 sào ruộng, đủ để trồng lúa nuôi tăng chúng. Nhà chùa tự trồng tỉa rau ráng, tự làm tương trao. Việc tu bổ sửa sang chùa chiền hoàn toàn trông cậy vào tín đồ đóng góp đa thiểu, tùy đạo tâm. Chứ nhà chùa không có một thứ giúp đỡ nào khác từ chính quyền hay từ viện trợ bên ngoài. Ngay cả những thứ hàng thường thấy nhan nhãn ở miền Nam trước 75, với tấm nhãn hiệu hai bàn tay bắt nhau có hàng chữ Mỹ Quốc viện trợ. Sau 1975, tài sản của tất cả mọi tôn giáo dù ít hay nhiều đều bị Việt Cộng tịch thu. Trong tình hình hiện nay, chính quyền Hà Nội bắt buộc phải trả tài sản lại cho các tôn giáo. Trong tình trạng đó, tài sản của Đạo Phật, của Phật giáo Hòa Hảo chỉ là một, thì tài sản của Giáo hội Thiên Chúa bằng 10 bằng 20. Một ông giáo sư cũ của tôi cũng từng là một nhân vật thân cận với ông Ngô Đình Cẩn. Khi ông Cẩn còn làm lãnh chúa miền Trung, nói với tôi cách đây mấy năm, khi về làm tổng giám mục địa phận Quế, lấy thế là anh Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông ta buộc chính quyền chuyển nhượng tất cả số ruộng ngự và toàn bộ các ngọn đồi quanh dòng tu Thiên An cho giáo hội. Ruộng ngự tức là ruộng trồng lúa cho vua và hoàng triều dùng, tên người Huế thường gọi là đồng an cựu. Đó chỉ là một thí dụ điển hình. Thật ra sự mâu thuẫn tôn giáo ở miền Tây Nam Bộ không sâu sắc như ở Huế. Ở đây sự xung khắc trong mỗi tôn giáo là chính nó với bản thân nó. Thiên Chúa giáo thì mỗi cha một cõi, Hòa Hảo thì có ba phe. Đạo Cao Đài không mạnh như ở Gò Công, Định Tường, Bến Tre. Sự xung khắc giữa đạo Thiên Chúa và Phật giáo ở Huế và các tỉnh miền Trung khá kịch liệt. Nó bắt nguồn từ những tên thực dân mặc áo thầy tu, như người ta thường gọi, từ cuộc xâm lăng của thực dân Pháp, từ các phong trào Cần Dương, Bình Tây sát tả kéo dài tới cả trăm năm sau, nhưng vấn nạn đó ít thấy ở miền Tây nên không bằng dông dài. Thật ra tôi không phải là một Phật tử theo nghĩa thông thường, tôi đến làm việc ở đây không mang một mặc cảm, không một đặc tính nào về một tôn giáo nào. Tôi không tin tưởng mù quáng vào ông Phật hay ông Chúa, nhưng tôi tôn trọng đặc biệt vào ý nghĩa đạo đức của tôn giáo.
Quan điểm của tôi trong viễn tượng đó rất bình dân mà không cuồng tín. Đó cũng chính là đời sống tôn giáo của những người dân nghèo khổ ngu dốt nơi tôi đến, để được gọi một cách văn vẻ là phục vụ đồng bào. Phụ chú về ông tướng Năm Lửa. Tôi được vài người trong dân xã đảng kể lại vài mẫu chuyện về ông Năm Lửa như sau. Ông ta thứ năm tính nóng như lửa nên tục danh là Năm Lửa. Tên thật là Trần Văn Soái, xuất thân là đại ca dân anh chị bến xe Cần Thơ, tính khí hào hiệp độ lượng, thường giúp đỡ những ai nghèo khó, xa cơ lỡ vận và có lòng yêu nước. Ông nghe theo lời kêu gọi của Đức Huỳnh giáo chủ, tập hợp anh em đệ tử thành một đạo quân, tham gia Nam Bộ kháng chiến, hoạt động ở vùng Cần Thơ Sa Đéc chống quân Pháp trở lại Việt Nam. Ông và binh lính của ông lập nhiều chiến công. Có lần ông tập hợp binh sĩ lại dạy rằng: Mẹ, Đức Thầy nói rằng lính của mình là lính giáo phái, cần phải có đạo đức tư cách, không được ăn nói tọc tằn. Từ nay trở đi, mẹ, đứa nào chữ thề là không có được sẽ bị phạt. Khi Việt Minh phản bội giết Đức Thầy, ông Năm Lửa chống Việt Minh kịch liệt. Tình thế đó buộc ông hợp tác với Pháp. Khi Pháp đề nghị với ông, Pháp đồng ý trang bị và chu cấp tài chính cho quân đội của ông và đồng hóa ông với cấp bậc đại tá. Ông bảo: Số tao làm tướng, tụi Tây trả tao loan đại tá đâu có được. Nó không chịu tao làm tướng, tao vẫn cứ đeo loan tướng. Vậy rồi ông gắn lên mũ ông một ngôi sao. Trong quân đội Pháp, thiếu tướng đeo hai sao, ông đeo một sao giống như loan chuẩn tướng của Mỹ hay quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau này. Ông là người đầu tiên làm tướng một sao trong quân đội quốc gia. Ông tham gia phái đoàn qua Hồng Kông đón vua Bảo Đại về lãnh đạo đất nước. Đi dạo phố bên ấy, ông mang loan một sao gắn trên mũ nồi, có người bạn thân nói với ông: Nè anh Năm, anh đeo loan hơi kỳ, thiếu tướng là hai sao, anh đeo một sao. Tụi ăn lê thấy vậy nó bắt anh lại mắc công. Sứ của nó chứ đâu phải sứ mệnh mà anh muốn làm sao thì làm vậy. Nghe lời nhắc nhở của người bạn, ông vội vàng gỡ sao trên mũ bỏ vào túi áo. Tôi hỏi thăm việc Việt Minh và dân xã đảng giết nhau sau khi Đức Thầy bị thủ tiêu. Chẳng hạn như Hòa Hảo cũng bị Việt Minh bắt được người của đối phương thì giết thả trôi sông. Bỗng nhiên người đi ghe thuyền trên sông thấy một dây 4-5 xác người cột vào một cây tre dài trôi trên mặt nước. Việt Minh giết Hòa Hảo hay Hòa Hảo giết Việt Minh không ai biết chắc. Hoặc người dân đang chèo ghe trên sông bỗng bị gọi vô bờ, biểu mua một cái đùi hay một cánh tay người. Người ta sợ quá không muốn mua cũng phải mua, xong đem ra giữa sông thả xuống nước. Các vị trong dân xã đảng chỉ cười không trả lời việc đồn đại ấy có thật hay không.